Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Tuấn Audio Long An xin giới thiệu đến anh em một đôi loa rất là đình đám và cũng rất là được nhiều anh em trong giới chơi audio chọn lựa em này. Và không khác gì là những ai đã từng chơi qua âm thanh, chơi audio và cũng từng mơ ước phải sở hữu được đôi loa này. Thì hôm nay em về được một đôi, đó là JBL 4344 Studio Monitor. Trước mặt anh em một đôi loa thì em về trong tình trạng khá là đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp như hoa hậu ha. Em đã đậy e-căng lại và bây giờ em sẽ đi đến mở e-căng ra, mời anh em xem nội thất bên trong của em, nó rất là đẹp. Và em này thì hoàn toàn là zin ha, lưới zin. Rồi, một cái em đã mở, em qua cái bên đây luôn ha. Đây, đẹp xuất sắc. Thì về chất âm thì em không cần bàn cãi nữa, em không giới thiệu nó, và cấu hình em cũng không cần giới thiệu luôn. Thì đó là anh em đã tìm hiểu nó rất nhiều rồi, và em chỉ cần quay ngoại cảnh ha, tức là ngoại hình của em nó. Góc cạnh đây ha. Và một điều đặc biệt là thì những đôi loa như thế này thì cái gân của bass và gân của mid nó sẽ mục hết. Và đôi loa này đã được em về trong tình trạng là đã được các anh Mỹ ở bên đó đã thay sẵn luôn cái gân. Và không có giống như gân Việt Nam của mình là gân mút, mà gân này là gân cao su, rất là đẹp, rất là bền ha. Rất là bền, gân cao su. Đặc biệt em này là bên bển nó thay sẵn rồi, em là về là em sử dụng luôn, tại Việt Nam mình không có gân này ha. Cái gân này độ bền nó bền hơn gân mút rất là nhiều, nó giống như là cái gân zin của một đôi loa mà em vừa bán, nó là 4307, thì cái gân nó như thế này đây, nó bền hơn, cái tuổi thọ nó bền hơn là cái gân gân mút Việt Nam mình thay, độ bền nó gấp 5 lần ha. Anh em thấy ha, cái bass rất tuyệt đẹp. Và đây là cái mic đây. Đây là một cái chép siêu chép ha, đâu chép không còi. Đây, em tháo ra luôn này cho anh em thấy ha. Đây, rất là đẹp. JBL model là 4344 ha, thuộc dòng là Professional Series ha, dòng cao cấp của hãng ha. Về ngoại hình thì đối với những đôi loa em tuyển rồi thì ngoại hình anh em không cần phải lo về ngoại hình của em nó nữa, chỉ có đẹp thì em mới về thôi ha. Đây sau lưng đây ha, còn bụi bặm nè đó, anh em thấy không. Và hiện tại em cũng đang xài một cặp dây loa cũng không có cao cấp gì mấy thôi ha. Thank you.
làm cho nó tối lại tí mới thấy được cái vân gỗ nó rất là đẹp ha. Và đây là e căng zin ha, nó tần tật rất là đẹp đấy, chưa bị rách luôn nghe nè ha. Hàng này về đóng gói rất là kỹ, em chưa có vệ sinh kịp hết ha. Anh em thấy cái lỗ hơi nó còn bụi nè. Với nhạc vàng thì nó là một chất âm rất là tuyệt vời. Đấy là mới em chỉ mới ghép tạm với con Amply G8000 thôi nha anh em ha. Nếu mà mình ghép được một con Maxitox 6800 nữa thì quá là tuyệt. Và còn hay hơn nữa thì anh em có thể ghép với Acouphay, những Ludman dòng cao ha. Thì không còn gì để bàn cãi nữa. Và em này thì nó rất là đình đám rồi. Rồi em sẽ mở qua một cái đĩa test nhạc khác ha. Mời anh em nghe. Rồi anh em có tai phone đeo vào cảm nhận ha.
chất âm rất là sạch sẽ ha. Em không có phần cũng cãi bàn cãi gì nhiều, và em cũng xin báo giá để anh em mình cân đối. Thì đôi loa này có giá hơn 100 triệu anh em ha. Và anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ qua số điện thoại 0343612345 ha, gặp em. Em ship hàng toàn quốc, em không bao ship và em không ship COD. Mong anh em thông cảm ha. Rồi, và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo của em. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.